Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Ok, thì tôi kể cho mọi người nghe cái hôm trước á, tôi với team của tôi đi quanh cái khu town tìm cái nhà nào đẹp để review cho mọi người vào buổi đêm nha. Xong cái đột nhập vô nhà cái bạn này, trời ơi, người lạ mà nhà thiệt là đẹp, thiệt là giàu luôn. Xong cái lúc đó kiểu bất ngờ quá, thế nên là chưa kịp bấm quay, nên là xin bạn ngày hôm sau vô review lại cho mọi người nè. Mà chắc chắn là mọi người sẽ tham khảo được rất là nhiều ý tưởng xây nhà từ cái nhà của bạn này luôn. Mọi người cùng vô trong xem có thử có gì nha. Cái lúc trước vô thì không để ý, giờ mới biết là bạn là nữ nè, tên là Umeti nha. Đó, cái lúc tôi bước vô tôi kiểu ồ là trời. Chủ nhà nằm trên này nè, đi lên xin phép bạn xin review chứ không người ta tưởng mình vô ăn trộm cái là chết. Sau khi chủ nhà đồng ý cái là cùng bắt đầu vào công cuộc review nhà thôi. Ok, đi xuống nha. Trước khi mà mọi người vào cửa, một cái là mọi người sẽ thấy đó một cái sảnh có ghế rồi có vòng tình yêu nhận từ cái sự kiện vừa rồi đó. Ngay bên tay trái thì sẽ có một cái ghế mà tôi nhìn tôi thấy giống xích đu hơn á, mọi người có thấy giống không? Rồi nha, bắt đầu vô cái là thấy ngợp rồi nè. Ngay bên tay trái tiếp theo, mọi người sẽ thấy một cái tòa nhà. Ở đâu cũng không phải là tòa, mà một cái nhà mà làm bằng cái nội thất gỗ Nhật Bản mà đợt trước nó mới ra đó. Xong mọi người nhìn đi, phòng khách siêu xịn luôn. Nhìn cái phòng khách này là đoán gia chủ rất là đam mê đọc sách và thông minh nha, quá là xịn. Đi vô sâu phía trong nè, đi vô. Bên này là có mấy cái chậu cây với là cái bộ bàn ghế màu hồng. Ngay sau cái phòng khách là mọi người sẽ tìm thấy một cái phòng ngủ. Chỗ nó nhỏ mà nhìn nó xinh ha. Nhìn vậy mà không phải vậy nha mọi người, nội thất trong này là cả đống tiền đó. Cái giường này bao nhiêu tiền thì mọi người tự vô cửa hàng mọi người xem đi nha. Tôi nói sợ mọi người run lắm. Mà về nhà đẹp quá nên là ban đầu tôi quay hơi có run tay, mọi người thông cảm nha. Đó, đi ra khỏi cái phòng ngủ cái là mọi người sẽ thấy một cái phòng bếp nhỏ nhỏ bên cạnh này nè. Mà tôi đoán là chủ nhà có thân hình bé lắm nha, nhìn cái bộ bàn ghế là biết rồi nè. Dù vậy thì nhà bếp vẫn rất đầy đủ tiện nghi với các thiết bị đơn giản. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi ra ngoài xem có gì nữa nhé. Rồi, nhìn ngay đây là mọi người biết phong cách gì luôn rồi chứ gì. Nào là nội thất gỗ nè, không gian mở, nhiều chậu cây, có thác nước rồi có suối nước nóng nữa. Không lẫn đi đâu được hết, đây chính là phong cách Nhật Bản đó mọi người. Trời ơi, tôi không nói là tôi cũng đang có ý định xây cái khu như thế này đâu nha. Tự nhiên có bạn xây cái mình có ý tưởng quá trời luôn. Chuẩn bị cái nhà tới công chuyện với tôi luôn. Qua bên cái khu này đó, trời ơi, có cầu bắc ngang nữa chứ, xịn sò chưa. Cái hồ nước nóng trời ơi quá là xịn luôn bạn ơi. Ủa nhà mình cũng có hồ suối nước nóng mà sao mình không xây kiểu này ta. Nhi này ngộ ghê á, là do lúc đó Nhi chưa có ý tưởng thôi, giờ có ý tưởng rồi nè. Bên này còn có cái lều trại ngồi ngắm cái hồ suối nước nóng nữa chứ, quá là xịn. Ô là trời, mọi người, cái tiệm bánh mì giống nhà tôi nè. Wow, cái bạn này còn làm thêm cái trần nữa. Wow, ở đây có hai cái lò bánh luôn, quá xịn. Ở đây còn có khu vực cho nhân viên đứng bán bánh với là đứng nhận order của khách hàng nè. Mạnh dạn đoán đây là tiệm bánh từ phục vụ nha. Chúng ta cùng ra bên ngoài đi, bên ngoài nhìn vô còn xịn hơn nhiều nữa. Tôi sẽ nhích từng chút một cho mọi người quan sát kỹ nha. Mọi người nhìn trên cái quầy á, có nhân viên đứng ở ngoài chào khách rồi còn có nhân viên đứng tính tiền bên trong nữa. Bên này còn có máy làm nước chanh nữa nè mọi người. Nhìn cái quầy nó chi tiết y như thật luôn. Ok, để Nhi cho mọi người xem lại cái cảnh bao quát cái tiệm bánh với là cái khu nhà mình vừa review nha. Trời ơi, quá xịn bạn ơi. Mới review được nửa căn nhà mà tôi thấy là tiền bạn đổ vô decor cái nhà này nó hơi căng rồi đó. À không, là rất căng nha mọi người. Ok, chúng ta cùng đi review tiếp cho căng thẳng hơn nha. Đó, qua bên này là sẽ có một cái tiệm gọi là tiệm trà chiều. Cái này tôi đoán thôi nha mọi người, tại tôi không biết. Tôi thấy phía sau có chữ ti kìa. À mà không, tên bạn cũng là Umeti mà. Ủa vậy giờ cái này là tiệm bánh hay là tiệm trà hay là tiệm cà phê? Thôi, không biết nha, cái này hỏi bạn cho tôi không biết à. Bên trong thì có căn bếp để chế biến món cho khách hàng nha, nhưng mà tôi nhìn vô tôi cũng không biết là bán gì luôn. Tôi đi ra nào. Nhưng mà dù là bán gì thì cũng quá trời xinh luôn, mọi người cùng tham khảo hen. Chúng ta cùng đi tiếp nào. Wow, bên này có một cái khu vực để mọi người chụp ảnh. Chắc hẳn đây là cái gói tình yêu vừa rồi. Gói vừa rồi ai có mua thì sẽ có những cái vật này nè. Không có mua mà cũng rành quá Nhi ha. Thì thường nghèo người ta hay rành lắm. Bữa tôi coi trên TikTok cũng có người hướng dẫn làm sao để đặt cái xe tình yêu này ở trong nhà nè. Chắc về xem lại chứ giờ không nhớ gì hết. Rồi có người yêu không mà ngồi đó Nhi? Không có, đi xuống đi à. Ồ, còn bên đây cái gì đây? Cái telephone để điện cho tình yêu hả? Điện cái là có người yêu hả mọi người, để vô điện coi. À không vô được, tuyệt vời quá, vậy là đời không cho Nhi có người yêu rồi. Thôi không cho vô, cái đi chơi chỗ khác nha. Vô đây coi thử có gì trong này. Gì trong đây đây? À, bên trong này là cái phòng tắm á mọi người. Biết gì sao có phòng, biết phòng tắm không? Mặc dù là có cái đồ gì tập thể dục đi nè, nhưng mà bên này có một cái bồn tắm, rồi bên kia có một cái bồn tắm. Vậy là thành cái phòng tắm. Wow.
Nghi là thánh review rồi. Ok, bên này còn có chữ gì nè? Love part. Ờ, trên này sẽ có một cái công viên tình yêu hả? Wow, không hề lố nha mọi người. Đúng thiệt là cái lần đầu tiên tôi lên trên này là cái cảm xúc tôi như vậy thiệt luôn á. Kiểu tại vì sao ta, kiểu nó nhỏ, cái khu vực lên thì nó không có rõ lắm, nhưng mà khi lên nó lại không hề làm tôi thất vọng á. Đâu có ai hình dung được là trên này có một cái khu vườn dễ thương vậy đâu. Tuy là chỉ dùng toàn những cái đồ mà đa phần là nhà phát hành đợt trước sự kiện cho á, nhưng mà nhìn cũng rất là đặc trưng nha, kiểu không lẫn đi đâu được á. Dễ thương ha. Tôi phải về xây cái khu park như này mới được. Ok, chúng ta còn một căn phòng cuối cùng. Mọi người tưởng là đã hết sự bất ngờ rồi đúng không? Không hề nha. Mọi người nhìn ngoài là như vậy mà không phải vậy đâu. Ồ, bà này cũng là người chơi hệ nạp nha mọi người. Quá trời mùa V-Pass luôn nè. Best room and studio, welcome my house. Vô thôi. Hú hồn chưa. Trời ơi, ai nghĩ ra cái khu vực chật hẹp như thế này mà bạn có thể thiết kế ra cái khu vực dành cho bed quá là xịn như vậy được. Trời, nhìn mấy cái bồn tắm với là cái giường ngủ cho bed là mọi người biết bạn này đã chơi game từ rất là lâu rồi luôn. Mấy cái gói này tôi cũng mới thấy lần đầu luôn á. Trời ơi, còn nhìn mấy căn nhà cho bed này nữa. Đơn giản mà ai đi đỉnh của bạn ơi. Mấy anh chị em nhớ học tập liền nha. Rồi bây giờ chuẩn bị tinh thần xuống cái khu vực này còn hú hồn hơn nữa. Đó, thấy chưa mọi người? Ôi là trời ơi, toàn đồ nạp không đó trời. Wow, đây đã là lần thứ hai Nhi xuống cái hầm rồi mà vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Mấy bạn không biết cái lần đầu mà tôi, Duyên, Hiếu với Lạng Huy nó xuống cái tầng hầm này đâu. Trời ơi, mấy đứa nó kiểu mắt chữ A mà mồm chữ O luôn á trời. Những cái bộ đồ ở đây nha, có cái bộ mà tôi còn chưa thấy bao giờ luôn á. Chứng tỏ bà này đã chơi từ rất là lâu rồi. Toàn là đồ hiếm với là đồ nạp. Giả sử như là chúng ta cũng có tất cả những cái bộ đồ hiếm như thế này đi, nạp hết như thế này đi, nhưng mà cơ bản là làm gì có ý tưởng mà xây ra từng cái ngăn như thế này. Trời ơi, nhìn xịn phải biết luôn á. Mà nói vậy thôi chứ cũng để mà có một cái căn phòng như thế này thì mấy bạn cũng biết là bạn này đã đổ rất là nhiều tiền vô cái những cái bộ đồ này đó. Thế nên là chúng ta không đủ được đâu mọi người. Chúng ta chỉ có thể ngắm thôi. À không, lỡ đâu mọi người giàu sao đúng không? Tôi chỉ đang nói tôi thôi nha mọi người. Cái này là tư vấn lương tâm á. Ok, bên này còn có một cái căn phòng nữa nè. Wow. Ban đầu tôi đi vô á là tôi vẫn chưa hiểu nha. Tôi chỉ nghĩ là à đây có thêm một căn phòng nữa thôi. Nhưng không, mọi người có nhận ra không? Ở đây có tủ rồi, có bàn trang điểm rồi, có bồn tắm nè. Thì mọi người nhận ra chưa? Cái này kiểu như là nhà tắm nha. Xong cái đi ra là tủ áo quần kiểu trưng bày á. Phải nói sao ta, mọi người xem mấy cái bộ phim mà của mấy người giàu có là mọi người sẽ thấy cái phòng tắm của người ta thiệt là bự. Xong người ta sẽ có riêng một cái căn phòng đựng toàn trang phục như này á, kiểu vậy á. Mọi người hiểu không? Không hiểu cũng phải hiểu nha. Đó, trời ơi, không thể tin được một căn nhà mà làm cho tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhà bạn xa, bạn này xa quá là xịn luôn á mọi người. Trời ơi, nãy giờ tôi học được 7749 cái ý tưởng rồi đó. Mọi người có thể liên lạc với bạn và xin vào nhà bạn xem cho rõ hơn ha. Hoặc là đợi bạn khi nào mở tiệc thì mình vô. Sức sáng tạo của các player trong Play Together thật sự là không thể tin được luôn á. Tôi sẽ xuyên đi tìm nhà để review cho mọi người nhiều hơn nha. Cảm ơn Umeti đã cho tôi review nha. Mọi người xem đến đây đừng quên để lại cho Nhi một like và một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara.